Chào quý vị và các bạn. Hôm nay có một cái bạn học trò cũ là ra mở tiệm rồi thì có một cái trường hợp như thế này gọi điện và cũng chia sẻ một cái nỗi buồn. Tức là người học trò này thì học cái ngành cơ điện lạnh ra và mở tiệm. Khi mà đi làm cho khách hàng đó thì khi mà nhận một cái khách hàng là đi vào vệ sinh một cái máy lạnh như thế này thì vào trong phòng, khi mà vệ sinh xong á, vệ sinh xong và làm xong tất cả mọi việc rồi, khi ra thanh toán tiền cho bên chủ thanh toán tiền thì chủ mới vào kiểm tra, thì chủ mới nói là chủ mất hết 5 triệu và thêm một số tư trang gì nữa, điện thoại gì nữa. Thì khi đó thì coi như là hai bên cũng lằng nhằng nhau. Sau đó là chủ mới gọi công an tới, nhưng mà cũng không có phát hiện được, tại vì kiểm tra trong túi hoặc là trong giỏ tất cả mọi thứ thì không có. Tại vì kiểm tra những cái đồ đạc trong cái người cá nhân thì may ra công an tới kiểm tra thôi, thì không có. Thì cũng lập biên bản là xác nhận là không có cái gì, chuyện đó. Nhưng mà điều này nó rất là rắc rối, một cái điều mà chúng ta phải rút một cái kinh nghiệm để anh em mà trong cái nghề điện lạnh á, chúng ta phải rút một cái kinh nghiệm để tránh cái trường hợp này xảy ra, tại vì trường hợp này xảy ra là trường hợp thực tế. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Khi mà các bạn nhận tới làm một cái máy, tại vì cái ngành điện lạnh chúng ta là thường đi tới nhà khách hàng rồi vào những cái phòng ở của người ta, văn phòng công ty hoặc là một cái phòng ngủ, thì trong đó có thể là nhiều cái tài sản, có thể là tài sản quý, tiền bạc, vòng vàng, điện thoại, đồng hồ, tất cả mọi thứ trong đó, thì chúng ta phải lường trước cái vấn đề đó. Cái thứ nhất là khi các bạn vào trong phòng thì yêu cầu cái người quản lý ở công ty hoặc là người chủ nhà là giám sát mình. Nhưng mà giám sát mình thì có nghĩa là phải, hoặc là mình sẽ nói là trong phòng có gì không, nếu mà có gì thì cất giùm tôi cái. Nếu bản thân mà mình mà chủ cửa hàng mình đi làm thì vấn đề đó không sao, nhưng mà cái nhân viên của mình đi làm thì mình đâu có biết hiểu được cái tính nhân viên như thế nào, mình cũng không xác định được. Nhưng mà khi mà nhận cái khách hàng như vậy thì chúng ta phải dặn trước là cái tư trang vật tư gì trong nhà thì phải cất, phải giám sát giùm, giám sát giùm, chứ không mà đôi khi có nhiều cái nó rắc rối về cái chuyện mà tình ngay lý gian rồi đủ thứ, không đôi khi mất lòng mà đôi khi áy náy trong lòng. Đôi khi chúng ta đi làm rất là thật thà, chúng ta không có động tới gì hết, nhưng mà đôi khi người ta bỏ quên đâu đó, người ta nghi ngờ mình, và không cần nghi ngờ mà người ta nói ủa cái điện thoại để đây mà không biết mất đâu. Mình khi đó mình mới làm xong cái máy lạnh người ta, mình không có đụng gì hết, nhưng mà cảm giác mình là cảm giác nó khó chịu trong lòng. Các bạn có từng gặp như thế hay không? Thì chúng ta phải lường trước vấn đề này. Đó là mình nói tới vấn đề là mình phải lường trước thôi nha. Mình lường trước tất cả mọi thứ mà vấn đề đó. Cho nên là làm thì mình phải kêu người giám sát, còn không nữa thì mình không có ai giám sát thì mình thường có cái điện thoại, thì mình sẽ quay cái điện thoại, làm sao quay cái chỗ mà ngay cái cửa với ngay cái máy lạnh của chúng ta, để mình xác định được là nãy giờ tôi làm những công việc từ mấy giờ tới mấy giờ như thế này. Mà chúng ta đi làm mà mình là chủ cửa hàng thì nó khác, còn nhân viên thì chúng ta cũng khó ha. Cho nên chúng ta phải huấn luyện cái nhân viên của mình. Là khi mà tới làm những cái, khi mình nhắc nhở nhân viên của mình tới làm những cái tình thế như vậy, là chúng ta phải nói chủ nhà, nói cái chủ của máy đó, hoặc là tới công ty văn phòng gì đó, chúng ta cũng nên là thận trọng, tại vì trong đó mấy cái phòng cũng có mấy phần mà giấy tờ hủ tục tùm lum, rồi máy tính laptop gì tùm lum hết. Còn mà trong nhà, mà trong mấy nhà mà mấy chị em phụ nữ trong phòng mà người ta có tư trang đó, đi về nó bỏ đó, cho nên là cũng rất là nguy hiểm ha. Ta đi làm tuy rằng là chúng ta không có ý đồ gì hết, mà đôi khi cái chuyện mà cái quy trình mà hồi chiều mà học
viên cũ chia sẻ tôi như vậy thì tôi cũng nghĩ là rất là buồn, đáng buồn cho bạn đấy. Bạn ấy cũng bức xúc quá không biết chia sẻ gì, chia sẻ gì thôi. Nhưng mà chuyện thì nó đã qua rồi, tức là công an tới xác nhận rồi là không có nè. Chứ tới vệ sinh cái máy xong đang ở đó đã đi đâu đâu mà đúng không? Nên là rất là khó chịu ha, trong lòng cũng khó chịu lắm đấy. Đôi khi lại như vậy mà mình không từng làm như vậy rồi nó xảy ra cái chuyện là mất một khách hàng luôn. Lần sau cái người ta gọi mình, đôi khi mình lại ngại cái chuyện trước mình cũng không dám đi làm nữa, đúng không? Mà mình thật ra mình không làm điều đó, đúng không? Đó. Còn thứ hai nữa mà tới làm vệ sinh máy lạnh gì đó thì chúng ta phải kiểm tra máy trước khi mà coi như chúng ta phải thực hiện, xem thử máy đó nó còn hoạt động như nào, tình trạng như nào, báo ngay với khách. Còn không mà giả sử kêu tới vệ sinh cứ cắm đầu cắm mũi vô vệ sinh, cái vệ sinh xong bật máy lên máy không chạy là chúng ta phải có trách nhiệm được rồi. Cho nên trước khi mà tới vệ sinh là tôi luôn luôn dạy học trò tôi là tới vệ sinh máy lạnh phải kiểm tra máy trước khi mà chúng ta vệ sinh, nếu như khách hàng kêu là tới vệ sinh bơm ga. Thường thường thì họ hay dùng cái từ khách hàng là người ta hay dùng là vệ sinh và bơm ga. Còn cái chuyện mà ga bơm hay không thì chỉ có kỹ thuật mới biết thôi, tức là có nghĩa chúng ta phải kiểm tra coi đủ ga không, đủ thì thôi mà không đủ thì chúng ta sẽ yêu cầu khách hàng bơm thêm thì tính phí thôi, chúng ta sẽ có mức phí ha. Còn mà vô mà vệ sinh thì chúng ta phải kiểm tra máy quạt, tất cả quạt lá đảo, quạt gió, rồi coi thử quạt dần nóng, kẹp tấm be vô coi máy có chạy bình thường hay không, tất cả kiểm tra tất cả mà máy bình thường hết thì chúng ta sẽ thực hiện vệ sinh. Nếu khi máy mà hoạt động bình thường như vậy chúng ta mà vệ sinh có vấn đề gì đó thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề mà hư hỏng trong quá trình chúng ta thực hiện. Máy thì khi kiểm tra thì chúng ta phải kiểm tra là máy mono thì nó khác, máy inverter thì nó sẽ khác. Cho nên máy mono thì chúng ta kẹp vào thì chỉ cần máy lóc chạy thì dòng nó sẽ là dòng hoạt động. Còn máy inverter thì từ từ dòng nó mới lên được cái dòng hoạt động. Cho nên mới bật lên mà inverter cắm vô mà chưa đủ ampe kêu hết thiếu ga này nọ thì cũng chưa chính xác đâu nha. Các bạn qua huấn luyện đào tạo xong thì các bạn sẽ hiểu vấn đề đó. Rồi. Đó là những cái chia sẻ cho các bạn trong cái ngành điện lạnh, chúng ta phải nhớ cái điều này để khi đi làm với khách hàng để khỏi cái vướng mắc về tâm lý nha. Rồi, chúng ta sẽ xem một cái đoạn clip sau đây. Tôi sẽ dẫn những cái người học viên của tôi tới một cái nhà khách hàng, nhà này cũng là công ty đó. Người ta vệ sinh, kêu tới vệ sinh thì tôi cho một cái nhóm đi thực hành luôn. Đó, thực hành thực tế tới vệ sinh và cũng có dặn dò cho các bạn này, tức là khi mà học ở đây, những cái học viên ở đây có những cái công trình bên ngoài, nếu bạn nào muốn đi theo mà để làm thực tế sẽ cho đi theo, còn bạn nào muốn thực hành tại xưởng được rồi thì cứ thực hành. Còn luôn luôn ở đây, luôn luôn ở xưởng là đều có cái mô hình tất cả mọi thứ, kể cả lắp máy thực tế vẫn có luôn, vẫn xây cho một cái bức tường, một cái bức tường mà tường xi măng đó, cho là lắp máy lắp thực tế luôn, khoan lỗ rồi gắn dàn nóng, gắn dàn lạnh, nông lông loe kết nối ống là ống đi ống về, rồi là xả ga hút chân không, rồi nạp ga, tất cả mọi thứ. Cái bức tường tôi á, cái bức tường mà tôi xây lên á là khoảng tháng hai tháng gì đó là phải lấy xi măng kết lại, còn không khoan quá trời khoan luôn. Có những cái trong cái Facebook của tôi á, là các bạn nếu mà các bạn có theo dõi á, tôi có live stream mấy cái lần mà cho học viên thực hành, nhìn thấy bức tường kinh lắm, là khoan đủ thứ khoảng 2-3 tháng phải tô lại, xong rồi lấy vôi lấy sơn nước rồi quét lại nó mới đẹp lại. Còn không mà nhìn vô cái bức tường thực hành là thấy kinh khủng lắm, tức là cái sức người và cái công mà các bạn gọi như khoan tường, đục tường nó ghê lắm. Mà bây giờ thì không có đục nữa, mà bây giờ dùng sử dụng máy hết rồi. Ngày xưa thì phải dùng đục, nhưng mà bây giờ là dùng máy hết rồi. Thế là cái phi mà ống bự vậy luôn, cái ống đi ống về và ống nước luôn này, khoan cái là đủ luôn ha. Còn mấy cái lỗ mà để khoan dàn nóng dàn lạnh đó thì chúng ta dùng máy khoan hết rồi. Bây giờ có máy đầy đủ hết rồi nha. Rồi các bạn xem cái đoạn
tôi ghi lại thì hướng dẫn các bạn là đi vệ sinh bên ngoài đây nhé. Rồi, trước khi mà vệ sinh máy lạnh là chúng ta phải làm gì? Thứ nhất là mình phải bật máy người ta lên coi máy người ta hoạt động hay không. Máy hoạt động mà có hơi lạnh ra thì chúng ta vệ sinh, nếu mà máy mà bật lên mà không có hơi lạnh ra hoặc là có sự cố gì đó thì chúng ta báo khách liền, chứ không mà mình cứ vệ sinh xong mà máy không chạy là người ta đổ thừa nha. Hiểu không? Nghe tít tít rồi mà. Đó. Vệ sinh cái máy nào cũng hết vậy hết á, mình cứ là coi như cứ mở máy lên coi thử nó có lạnh hay không nào rồi mới vệ sinh, chứ không mà mình không mở lên rồi cứ vào là cứ vệ sinh mà cứ quất máy vô mở ra vệ sinh, đến lúc lắp vô nó không chạy là coi như người ta đền mình á. Chưa, rút kinh nghiệm. Có điện chưa? Đâu coi coi. Phải remote này không? Cùng hiệu máy không? Cùng mà. Đây, đây. Đó. Bấm nút nguồn nè. Nút nguồn ha. Rồi. Bây giờ đang để chế độ này, chế độ quạt không anh? À? Bây giờ mình bật chế độ lạnh. Mode này. Nó chuyển ha. Máy này muốn... cái remote này muốn hết pin này, bị nó sắp hết pin này, nó sửa pin này. Turbo và cô lại cao nãy nó mới qua bông tuyết rồi, nó ở dưới chế độ ở dưới này, dán đi nó chuyển đấy. Đây này. Ở trên là tốc độ quẹt, cái này như là tốc độ quẹt. Rồi bông tuyết này, rồi mình tăng quạt lên này, tăng quạt lên, có cảm giác lạnh không? Có cảm giác lạnh đúng không? Rồi. Nếu mình kỹ tí nữa là làm gì biết không? Kẹp ampe dòng vô thì xem thử dòng ok không. Dòng mà thấp quá là coi như thiếu ga, đúng không? Mình thấy cái lốc chạy ra, nhìn ngoài cái cục nóng xem quạt có chạy không. Đó, quạt chạy mà dòng thấp quá là thiếu ga, bao luôn với khách. Ừ, có nãy có cầm không? Không cầm. Trời ơi. Rồi, đây là những hình ảnh mà học viên đang thực hành đây. Đây là một cái văn phòng công ty ha. Rồi, chúng ta sẽ huấn luyện cho các bạn những cái kỹ năng làm thực tế chứ này, khi ra các bạn mở tiệm thì thấy tự tin hơn. Đây là những hình ảnh. À, các bạn đi làm hỗ trợ nhau rồi rút ra những cái kinh nghiệm, bài học quý giá trong cái sự thực tế. Rồi. Các bạn yêu thích cái kênh YouTube này thì các bạn nhấn like hoặc là nhấn đăng ký hoặc là nhấn cái chuông bên dưới ha để ủng hộ ha. Rồi xin cảm ơn các bạn rất nhiều.